quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bảo Lộc. Ngày 2 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bảo Lộc với những nội dung sau. 1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. A. Tổng diện tích đất tự nhiên 23.396 ha, trong đó đất nông nghiệp 18.798 ha, đất phi nông nghiệp 4.597 ha, đất chưa sử dụng 0 ha. B. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp 1.133,41 ha, diện tích đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở 21,85 ha. 2. Vị trí, diện tích các khu vực đất thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo bản đồ và hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000. Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bảo Lộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt tại quyết định số 41 ngày 24 tháng 2 năm 2021. Căn cứ điều 1 của quyết định này, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc có trách nhiệm 1. Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy bảy định của pháp luật về đất đai. 2. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 4. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh và pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung, số liệu, bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 5. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài nguyên Môi trường kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương theo quy định pháp luật, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập nhật thông tin quy hoạch sử dụng đất đến từng thửa đất để phục vụ công tác quản lý nhà nước và công khai thông tin cho nhân dân được biết. Trên đây là đôi nét thông tin mới về quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Bảo Lộc. Cảm ơn quý khách và các bạn đã đón xem tin. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký theo dõi, like, share và bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin hữu ích và mới nhất về thị trường bất động sản Bảo Lộc, Bảo Lâm, Lâm Đồng nhé. Mai anh có về Bảo Lộc với em không? Mình bước bên nhau qua từng con sóng nhỏ, nghe trái tim mình nồng nàn hơi ấm dù trời đêm nay phố núi mù sương. Mai anh có về Bảo Lộc với em không? Mình bước bên nhau hòa vào đêm lễ hội, đêm của tơ trà ngọt ngào hương sắc Bảo Lộc ngày nay xanh thắm hương.